lộn giờ xong mình lai canh cũng cháy rồi. Mình lai canh cửa này xong rồi mình đưa cũng vậy. Có mắc khỏe thì mới như ta mới đói. Đây nè, một bản nhiều lắm, đây một bản nhiều lắm. Cái này sách in từ hình nè. Đây nè, đây nè, đó. Tại vì một tờ in gấp một cờ, một tờ là chín tay con in. À. Đây nè, đây nè, một cái bọc bản nữa nè. Đó, đó hình chuyện tranh đó, ý đó hình những cái tài liệu hồi xưa đó. Thấy không? Người ta lấy khắc, người ta lấy gỗ người ta khắc. Ồ, này nữa nè. Hồi xưa người ta chưa có máy in là phải in vậy đó. Hả? Gì hả? Kết thúc à? Hả? Và được đến và để trú chân tại Hàn Quốc và được mua cao ly lúc đó và nhân dân Hàn Quốc bao ạ và sau đó làm nên công trạng của Hàn Quốc lúc đó. Đây nè Khang, đây nè, bên đây nè là hoàng tử của Việt Nam qua bên Trung Quốc, qua bên Hàn Quốc ở nè. Đó, đây nè hoàng tử Lý Long Tường nè. Lý Long Tường ở Anh Tuần cuối cùng có nhờ lấy tốt ra con này là cũng không thấy hả. Con đọc cái sách lịch sử con nói với mình có chứ, có chứ, tại vì con chưa học tới đó, con chưa biết tới đó. Đây nè ổng nè. Nè Khang. Nóng mệt quá. Thì ổng sau này ổng thành người Hàn Quốc luôn, đẻ con người Hàn Quốc á. Hiện nay là ông Lý Xuân Căng á, là đại sứ du lịch Việt Nam tại của thế giới á. Là ổng là người Hàn Quốc. Ổng là con cháu của ông này nè. Con cháu của hoàng tử con cháu của vua luôn. Ừ, con cháu nhà vua Việt Nam. Con cháu của những người có dạy cắt ở đây. Chu chu. Thử không? Ôi thử đi. Lấy đậu được á. Đậu đậu lên. Đây chứ ba, đây mà. Đó. Oh. Nè, quay ba coi, quay ba coi. Khoan, cái tay ba kẹt rồi. Mà cho kẹt không đi. Hả? Đẹp không? Dạ đẹp. Mình xa ra coi. Con muốn đổi cái mão này không nè? Có tắt chưa? Dạ chưa đâu đó. Chưa hả? Rồi đây. Lấy cái mão đó, đổi cái mão có cái lông đuôi á. Sao rồi? Nhổ lên, ừ. Đó. À.
Ủa đúng chiều hôm nay không biết nữa. Ủa ngược chiều rồi, ngược chiều rồi, quay cái đó phía sau. Ờ cánh cánh chuồng phía sau. Cao lên coi. Tôi ngộ vậy. Cái này cái cánh chuồng ở phía sau. Ờ cái đó nó vừa qua vừa lại phía trước á. Lại đứng 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 kéo bên kia kìa, cứ kéo bên kia kìa. Đó. Tấn công mà. Nhưng mà không dùng tay. Ôm chưa? Ôm đồ chưa? À. Còn cái mão nhỏ nữa nè, cái này cái mão nhỏ mão trên chóp đầu nè. Đó của nam. Của nữ này nè. Có cái mão trên chóp nè. Nữ hả? Cái đai nè. Cái đai nè, dây nịt bây giờ đó. Mang cái này cũng nặng dữ à. Ôi hình như ở trong đó là đá quý. Đá quý. Người Việt mình hồi xưa cũng vậy, cũng mang di trang vậy đó. Ơi. Ơi xin nhé, xin nhé. Chưa tới giờ, tí nữa.